linh của Satan, linh của Satan, Giê-xu giả kia, Giê-xu giả. Dạ ngay. Con nào đứng đầu? Lucifer. Kiklavi steli. Ora calo sce la prova clale le clara la racuscere arrada carrati la prova sce ra Gesù già che Gesù già che lì ôi con quỷ ôi quỷ dâm dục đi ra, quỷ dâm dục, quỷ dâm dục đi ra, quỷ dâm dục đi ra, con quỷ dâm dục kia đi ra, Shaka con quỷ giống ô uế, quỷ ô uế, quỷ ô uế đi ra. Quỷ ô uế, Linh của Satan, linh của Satan. Giêsu giả kia, Giêsu giả. Ngay. Người ở trong người này bao lâu rồi? Ở trong người này bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm. Người vào bằng cách nào? Qua Trần Nguyễn Công Minh. Nói to lên, người vào bằng cách nào? Hôm qua Trần Nguyễn Công Minh. Thông linh với Trần Nguyễn Công Minh. Trong danh Chúa Giêsu, người đã làm gì cho cô gái này? Anh em trở nên ô uế. Làm gì nữa? Anh em hơn hoa thủ dâm. Gì nữa? Nên ngày càng ô uế hơn. Vậy còn quyền hợp pháp gì trên người này không? Chúa đã cứu nó, Chúa cứu nó, Chúa không để cho ta ở trong thân thể nó nữa. Kiều Anh đã thuộc về Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, mọi quyền hợp pháp đã không còn cho quỷ ô uế. Tà linh bước vào từ sự mối quan hệ với người đàn ông tên là Minh phải bị chặt đứt ngay giờ này, chặt đứt mọi sự trói buộc hồn với người đàn ông tên là Minh. Đi ra, ra, đi ra, ra ngay, đi ra. Những con quỷ nào đang vận hành ở trong người của anh? Con quỷ gây trầm cảm, Quỷ gây trầm cảm. Gì nữa? quỷ gây chống nghịch, kiêu ngạo, chống Gây chống nghịch kiêu ngạo. Gì nữa? Còn quỷ nào nữa? tham ăn, lười biếng, bất tuân, con quỷ tự nhận mình là Chúa, nó tự nhận mình là Chúa. Nó ảo tưởng. Con nào đứng đầu? Lucifer. Lucifer. Rồi bây giờ Kiều Anh thấy thế nào trong người? Con cảm thấy thoải mái hơn rồi. Với cả là lúc nãy là nói chung là mỗi khi mà con chống cự lại nó thì đầu con rất là nặng.
giống như là cái phía đầu bên trái này của con nó giống như là có một cái gì đè lên ấy, mà nó rất là nhức đầu và nó rất là khó chịu. Mỗi buổi tối mà khi mà con chống cự lại những cái tiếng mà phỉ báng ở trong đầu á thì nó rất khó chịu. Lúc nãy cũng như thế, nhưng mà bây giờ con thấy nhẹ hơn nhiều rồi. Với cả trong tâm linh của con, mặc dù là con nhìn thì không phải là nhìn thấy hẳn, nhưng mà con mường tượng, tức là khi mà con nhắm mắt vào ấy, thì con cảm được là nó đang chạy đi, tức là nó đang chạy dần đi ấy, và con cảm nhận được là Chúa đang đặt tay ở trên con ấy. Đó, và con cảm thấy Chúa đang ngồi ở bên cạnh con, và giống như là Chúa an ủi con là kiểu giống như là sắp xong rồi cố lên một tí nữa, giống như thế. À, con cảm thấy được Điều như đó là chắc chắn rồi, điều đó là chắc chắn như vậy rồi. Ai kêu cầu đến danh Chúa thì được cứu, Kinh Thánh nói như vậy. Hễ ai kêu cầu đến danh Chúa thì được cứu. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn ma quỷ ở trong thế gian. Đấng ở trong chúng ta là Chúa Giêsu lớn hơn ma quỷ ở trong thế gian này. Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2 nói là hễ nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời là thiên sứ, là dưới đất là con người, bên dưới đất là ma quỷ đều phải quỳ xuống trước Chúa Giêsu ấy.